giáo hóa các loại hữu tình ở đại thiên giới đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, tiểu thi ca, đó là các loại hữu tình ở đại thiên giới. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở 10 phương hằng hà xa vân vân thế giới đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loại hữu tình ở 10 phương hằng hà xa vân vân thế giới. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới 10 phương đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông thì ý ông thế nào? Các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên ấy mà được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ: rất nhiều. Phật dạy: Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho người đọc tụng, khi viết chép lưu truyền rộng rãi thì các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ được phước đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca: Vì trong nghĩa bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho đến tất cả pháp vô lậu, các thiện nam thiện nữ vân vân đã học, đang học, sẽ học trong đó, hoặc đã nhập, đang nhập, sẽ nhập chánh tánh ly sanh của chủng tánh thanh văn, lần lần cho đến đã chứng, đang chứng, sẽ chứng quả A La Hán, hoặc đã nhập, đang nhập, sẽ nhập chánh tánh ly sanh của chủng tánh độc giác, lần lần cho đến đã chứng, đang chứng, sẽ chứng độc giác Bồ Đề, hoặc đã nhập, đang nhập, sẽ nhập chánh tánh ly sanh của chủng tánh Bồ Tát, lần lần tu hành các Bồ Tát hạnh, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Kiểu thi ca, trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đã thuyết tất cả pháp vô lậu, đó là bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác đều thuyết tất cả pháp vô lậu trong đây. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa một hữu tình an trụ quả dự lưu sẽ được phước đức, thì huống chi giáo hóa các hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông. Vì sao? Vì các hữu tình an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông thì không còn quan lại cõi địa ngục bằng sanh ngạ quỷ. Nếu các hữu tình an trụ quả dự lưu liền được chấm dứt thoát khỏi các đường hiểm ác, huống chi là giáo hóa họ an trụ nơi quả nhất lai bất hoàn A La Hán sẽ được phước đức hơn phước đức trước. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán, được nhiều phước đức, không giống như có người giáo hóa một hữu tình làm cho vị ấy được an trụ độc giác Bồ Đề. Vì sao? Vì công đức của độc giác Bồ Đề thù thắng hơn dự lưu vân vân hơn gấp trăm ngàn lần. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ độc giác Bồ Đề, hưởng nhiều phước đức, không giống như có người giáo hóa một hữu tình khiến họ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu giáo hóa hữu tình làm cho đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì làm cho Phật nhãn ở thế gian không đạt tuyệt. Vì sao? Kiểu thi ca, vì do có đại Bồ Tát nên có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề, cũng có Như Lai ứng chánh đẳng giác chuyển pháp luân vi diệu độ thoát chúng hữu tình, các đại Bồ Tát đều nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thành tựu. Do vậy, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho người đọc tụng, hoặc truyền nhau viết chép lưu truyền bố thí cùng khắp thì được phước đức nhiều hơn trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho đến thiện pháp thế gian và xuất thế gian là nương tựa thiện pháp này, thì thế gian liền có đại tộc sát đế lợi cho đến cũng có chư Phật thiết lập có thể đắc. Lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở châu thiện bộ, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các hữu tình ở bốn đại châu đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không?
Lại nữa kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở bốn đại châu, đều có thiện nam thiện nữ vân vân nào, giao hóa các hữu tình ở tiểu thiên giới, đều làm cho an trụ bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, nếu có thiện nam thiện nữ vân vân nào, giao hóa các hữu tình ở trung thiên giới, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở trung thiên giới, nếu có thiện nam thiện nữ vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên giới, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở đại thiên giới, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở tất cả thế giới mười phương, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, thì được nhờ phước đức hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở một châu thiện bộ, khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên giới, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên giới, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở thế giới mười phương, khiến được an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Kiểu thi ca trong đây suy nghĩ đúng lý, nghĩa là chẳng phải hai, chẳng phải không hai hành, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên suy nghĩ Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến vì chẳng phải hai, chẳng phải không hai hành, chỉ vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên suy nghĩ chỉ nhất thiết, chỉ đạo tướng, chỉ nhất thiết tướng. Lại nữa kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm dùng vô lượng pháp môn để thuyết giảng cho người khác, bằng cách tuyên thuyết hiển thị, khai sáng, diễn giải, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa để họ hiểu dễ dàng thì được nhiều phước đức. Còn tự mình lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì sẽ được gấp bội vô lượng công đức kia. Kiểu thi ca, nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa trong đây là nghĩa lý ấy thuộc của Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên dùng hai tướng để quán, cũng không nên dùng không hai tướng để quán, chẳng có tướng, chẳng vô tướng, chẳng nhập chẳng xuất, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng nhiễm chẳng tịnh, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng chấp chẳng mất chấp, chẳng trụ chẳng không trụ, chẳng thật chẳng không thật, chẳng hợp chẳng tan, chẳng tương ưng chẳng bất tương ưng, chẳng ít phần, chẳng phải chẳng ít phần, chẳng toàn phần, chẳng phải chẳng toàn phần, chẳng nhân duyên, chẳng phải chẳng nhân duyên, chẳng pháp, chẳng phi pháp, chẳng chân như, chẳng phi chân như, chẳng thật tế, chẳng phi thật tế, vô lượng pháp môn nghĩa lý như vậy. Lại nữa kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào tự mình đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, dùng vô lượng pháp môn giảng rộng cho người khác, tuyên thuyết hiển thị, khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý, làm cho người kia dễ hiểu, thì được nhiều phước đức vượt qua phước đức trước vô lượng vô biên. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân đó phải dùng các loại văn nghĩa thiện xảo để tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho người khác nghe. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích:
Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, phải dùng các loại văn nghĩa thiện xảo để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm thâm cho người khác. Kiểu thi ca, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào có thể dùng các loại văn nghĩa thiện xảo để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm thâm cho người khác, thì thành tựu vô lượng vô biên công đức lớn không thể nghĩ bàn. Kiều thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân chọn đời mình, dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng và đủ loại vật dụng khác mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tất cả như lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương, vô lượng vô biên thế giới. Có các thiện nam, thiện nữ, vân vân tự mình đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thâm thâm, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, lại theo các loại văn nghĩa thiện xảo, dùng vô lượng pháp môn để giảng giọng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu, thì sẽ được phước đức hơn phước đức trước rất nhiều. Vì sao? Vì chư Phật ba đời đều nương tựa vào bát nhã ba la mật đa để tinh cần tu học chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, kiểu thì cả, có thiện nam, thiện nữ, vân vân nào ở vô lượng vô biên đại kiếp, dùng có sở đắc làm phương tiện, siêng năng tu học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, còn có thiện nam, thiện nữ, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, lại dùng các loại văn nghĩa thiện xảo dù chỉ trong chốc lát, thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để cho họ dễ hiểu, thì được phước đức hơn phước đức trước rất nhiều. Kiểu thi ca, người còn có sở đắc, nghĩa là thiện nam, thiện nữ, vân vân, khi tu hành bố thí liền nghĩ như vậy: ta là người bố thí, người kia là kẻ nhận, đây là quả của sự bố thí, việc thí và vật thí. Khi người kia tu bố thí như vậy gọi là trụ bố thí, chứ không gọi là bố thí ba la mật đa. Khi tu tịnh giới lại nghĩ như vậy: ta tu trì giới vì để hộ trì, đây là quả của giới và chỗ trì giới. Khi người kia tu tịnh giới như vậy gọi là trụ tịnh giới, chứ không phải tịnh giới ba la mật đa. Khi tu an nhẫn lại nghĩ như vậy: ta tu an nhẫn vì để hộ trì sự cố kia, đây là quả của nhẫn nhục và tự tánh nhẫn nhục. Khi người kia tu nhẫn như vậy gọi là trụ an nhẫn, chứ không phải an nhẫn ba la mật đa. Khi tu tinh tấn lại nghĩ như vậy: ta tu tinh tấn vì để đoạn trừ sự giải đãi, đây là quả tinh tấn và tự tánh tinh tấn. Khi người kia tu tinh tấn như vậy gọi là trụ tinh tấn, chứ không phải tinh tấn ba la mật đa. Khi tu tịnh lự lại nghĩ như vậy: ta tu thiền định, kia là cảnh định, đây là quả định và tự tánh định. Khi người kia tu thiền định như vậy gọi là trụ tịnh lự, chứ không phải tịnh lự ba la mật đa. Khi tu bát nhã lại nghĩ như vậy: ta tu trí tuệ, kia là cảnh tuệ, đây là quả tuệ và tự tánh tuệ. Khi người kia tu tuệ như vậy gọi là trụ bát nhã, chứ không phải bát nhã ba la mật đa. Kiểu thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này dùng có sở đắc làm phương tiện nên không được viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa. Lúc đó trời đế thích liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, làm sao tu hành sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân được viên mãn? Phật bảo trời Đế Thích: khi đại Bồ Tát tu hành bố thí, không nghĩ mình cho người nhận quả thí và vật thí, như vậy cho đến khi tu hành bát nhã, không nghĩ mình là người trí tuệ, cảnh tuệ, quả tuệ và tự tánh tuệ. Vì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên đại Bồ Tát để được viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa. Kiểu thi ca, các đại Bồ Tát nên dùng trí tuệ vô sở đắc như vậy và các văn nghĩa xảo diệu để tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Vì sao? Vì đời vị lai sẽ có các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào dùng có sở đắc làm phương tiện vì người khác tuyên thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Người mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nghe thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, tâm liền mê lầm thối thất trùng đạo. Cho nên phải dùng trí tuệ vô sở đắc và các loại văn nghĩa xảo diệu vì người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Khi ấy trời đế thích lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn sao gọi là tuyên thuyết tường tự, bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: nếu các thiện nam thiện nữ vân vân tuyên thuyết bát nhã vân vân sáu pháp ba la mật đa có sở lắm, như vậy gọi là tuyên thuyết tường tự, bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa. Trời Đế Thích lại bạch Phật: bạch Thế Tôn sao gọi là các thiện nam thiện nữ vân vân lại thuyết bát nhã vân vân sáu pháp ba la mật đa có sở đắc? Phật dạy: kiểu thì ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân vì người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà tuyên thuyết sắc cho đến thức là thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, như vậy cho đến thuyết trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Còn nói như vậy, nếu ai có thể y cứ vào pháp như vậy để tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì gọi là tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Lại nói như vậy, người tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa phải nên cầu sắc cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu có thể cầu các pháp vân vân như vậy mà tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì gọi là tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Kiểu thi ca, nếu có người cầu sắc cho đến trí nhất thiết tướng như vậy, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nương tựa các pháp này mà tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì ta gọi là tu hành tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa có sở đắc. Kiểu thi ca, lời nói như trên nên biết đều thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa có sở đắc. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào vì người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy: lại đây thiện nam tử, ta sẽ dạy cho ông tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, nên y theo lời dạy của ta mà tu học, sẽ mau chóng an trụ sơ địa bồ tát cho đến thập địa bồ tát. Kiểu thi ca, người đó dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, y vào sự phân tưởng về giai đoạn dạy tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, gọi là tuyên thuyết tường tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào vì người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy: lại đây thiện nam tử, ta sẽ dạy cho ông tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, nên y theo lời dạy của ta mà tu học, thì mau chóng vượt qua bậc thanh văn độc giác vân vân, nhanh chóng nhập vào chánh tánh ly sanh của bồ tát, được vô sanh pháp nhẫn của các đại bồ tát và thần thông thù thắng của bồ tát, có thể ở tất cả cõi Phật mười phương để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, do đó mau chứng trí nhất thiết trí. Kiểu thi ca, người kia dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, y vào sự phân tưởng về giai đoạn dạy tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì gọi là tuyên thuyết tường tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào bảo người trùng tánh bồ tát thừa, nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, nhất định sẽ được vô lượng vô biên công đức. Kiểu thi ca, người đó dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, nên nói như vậy gọi là tuyên thuyết tường tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào bảo người trùng tánh bồ tát thừa, ông đối với chư Phật Thế Tôn ba đời, từ lúc mới phát tâm cho đến rốt ráo có được bao nhiêu thiện căn, đều nên tùy hỷ tập hợp tất cả, vì các hữu tình hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Kiểu thi ca, người đó dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, nên nói như vậy thì gọi là tuyên thuyết tường tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: bạch Thế Tôn sao gọi là tuyên thuyết chân chánh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa? Phật dạy: kiểu thi ca,
Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, gọi là tuyên thuyết chân chánh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Khi ấy Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là các thiện nam, thiện nữ, vân vân dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa? Phật dạy: Kiểu Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân vì người phát tâm Bồ Đề Đại Thừa mà tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, nói như vậy, thiện nam tử đến đây, ông nên tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Khi ông đang tu, không nên quan sát sắc cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Thiện nam tử, vì sắc, sắc là tự tánh không cho đến trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết tướng là tự tánh không. Tự tánh của sắc tức chẳng phải tự tánh, cho đến tự tánh trí nhất thiết tướng tức chẳng phải tự tánh. Nếu chẳng phải tự tánh tức là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa này, thì sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều bất khả đắc. Pháp ấy thường vô thường, vui khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây không có sắc vân vân có thể đắc. Huống gì pháp ấy thường vô thường, vui khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh có thể đắc. Thiện nam tử, nếu ông có thể tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa như thế, thì gọi là tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Kiểu Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này nói những điều như vậy là tuyên thuyết chân chánh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào vì người phát tâm Đại Thừa Bồ Đề tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy, thiện nam tử hãy đến đây, ta sẽ dạy cho ông tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Khi ông tu học chớ quán các pháp có một ít có thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể lắng nghe, vân vân, sẽ đạt được công đức thù thắng và có thể tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề. Vì sao? Thiện nam tử, vì đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa này, hoàn toàn không có chút pháp nào có thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể lắng nghe, vân vân, sẽ đạt được công đức thủ thắng và có thể tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp đều không. Nếu tự tánh không thì vô sở hữu. Nếu vô sở hữu là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, hoàn toàn không có chút pháp gì có nhập, có xuất, có sanh, có diệt, có đoạn, có thường, có giống, có khác, có đến, có đi mà có thể đắc. Kiểu Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nói những lời ấy ngược lại với tất cả những điều đã nói ở trong các phần trên, thì gọi là tuyên thuyết chân chánh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Vì vậy, Kiểu Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nên đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nhiệt tâm tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, dùng các loại văn nghĩa xảo diệu để thuyết giảng cho người khác, bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu.